Đây các bạn, hôm nay thanh niên làng tập trung làm thịt trâu. Đây là hai cái sừng trâu này. Đây, đây. Tôi ra thì đã làm thịt rồi. Răng này. Đấy, răng này. Đây. Đấy. Thanh niên đang tập trung. Con lợn của nhà chú rể không có gì cả. Ôi chặt đi thế. Kim nghề đọt to to đến đâu đó, đọt nó được. Đây đọt đấy. Ấy mưa nhỏ thì mốc ở đây mà hái to thì sướng lắm. Thôi sướng lên đi, nó mưa đi. Mốc mà sướng đi. Một anh bông, một anh chậu. Lợn lợn gì? Có lợn sữa. Có lợn sữa. Đẹp à? Anh cái tấm cái bọt vô. Đúng, hắn cứ nang cái tấm bọt vô để cho vàng. Cho vàng chứ mà nó cho màu. Có bọt hết chứ. Cái mảnh mà nang, mảnh cái quay cái mọc vào nó là cái đá ăn chó. Mảnh mà. Ta cái mắm. Để nó cho một cái mắm nữa mà, để nó mắm nữa rồi cho một cái mắm mà. Thank you.
Trợ cô dâu dễ. Đấy. Đấy thì quay phóng sự thì phải biết là có không. Chuyện này sau chứ. Rồi anh đánh ra nha. Đây. Đây là các thợ ảnh của làng. Đấy. Chào anh nhá. Các anh lại được ra. Cô dâu chú dễ đây.